Vâng, xin kính chào tất cả quý vị anh chị và các bạn yêu mến bộ môn bóng chuyền hơi. Hôm nay bình luận viên Văn Hiệp đến từ kênh Bóng Chuyền Hơi VH xin gửi đến tất cả các bạn để trận thi đấu giao hữu giữa đội Hồng Thế Tây và đội Phú Thanh Đông. Ở trận đấu giao hữu được diễn ra tại sân thi đấu của phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Này được sự nhất trí của ban lãnh đạo hai câu bộ thì đã thống nhất tổ chức trận thi đấu giao hữu tại sân thi đấu của phường Yên Thanh. Hiện tại là trọng tài đang làm thủ tục trước khi bước vào trận thi đấu. Vậy là trong trận đấu đầu tiên của trận đấu giao hữu giữa hai đội Hồng Thế Tây và Phú Thanh Đông thì các cầu thủ bên phía Phú Thanh Đông là bên phía gần đến quạng, giao quân trang phục là áo xanh quần đen. Đội mình sao? Còn các cầu thủ bên phía đội Hồng Thế Tây là bên phía xa mình các bạn. Vâng, vậy là trọng tài đã cho đánh luôn ạ. Điểm số đầu tiên của trận đấu này đã thuộc về các chàng trai bên phía Hồng Thế Tây. 1-0 cho Hồng Thế Tây. Đội hình xuất phát của các chàng trai bên phía Phú Thanh Đông trong trận đấu đầu tiên này gồm có Trung Tây, Văn Cương, Vũ Duy, Văn Hưng và cầu thủ số 85 hiện tại là tôi chưa nhìn rõ tên. Còn bên phía các chàng trai Hồng Thế Tây giao quân trong trận đấu đầu tiên này đang nổi bật nhất đó là Thanh Hải đang mặc áo xanh ba lỗ. Còn các chàng trai còn lại là tôi hiện tại là tôi chưa biết tên. Rất mong tất cả các bạn thông cảm. Cơ hội cho Phú Thanh. Cùng pha đấu bóng uy lực vừa rồi của chàng trai mang số 85 bên phía Phú Thanh Đông đã không thành công. Tình huống bám chắn tốt của các chàng trai bên phía Hồng Thế Tây. 3-2 cho Hồng Thế Tây rồi. Cơ hội cho Phú Thanh. Bóng hiền rồi, cơ hội phản công cho Hồng Thế Tây. Thanh Hải. Vâng. Tình huống được bóng uy lực của Thanh Hải. Rất đáng tiếc là bóng ngoài sân. Điểm số trở về trên bảng 3 đều. Cầu thủ 85 tên là gì anh nhỉ? Cương à? Cương Châu. Vâng. Cương Châu. Vâng, cầu thủ mang số 85 bên phía Hồng bên phía Phú Thanh Đông đó là Cương Châu. Cơ hội cho Hồng Dậy. Rất đáng tiếc. Tình huống đập bóng không thành công của chàng trai bên phía đội Hồng Thế Tây. Điểm cho Phú Thanh Đông 4-3. Và xử lý vừa rồi là của Thanh Hải. Cương Châu không được rồi. Và bắn chắn không thành công của các chàng trai bên phía đội Hồng Thế Tây. Điểm cho Phú Thanh Đông 5-3. Rồi cháu ngồi đi. Tình huống đập bóng ngoài sân rồi. Điểm số tiếp theo cho chàng trai bên phía đội Phú Thanh Đông 6-3 cho Phú Thanh Đông. Còn Trung Tây người phát bóng. Đường 1-1. Đường có tốt cơ hội cho Hồng Thế Tây. Tình huống đập bóng uy lực vừa rồi là của Đức Toàn. Đức Tuân rồi. Cầu thủ mang số 1 đó là Đức Tuân bên phía Hồng Thế Tây. Điểm cho Hồng Thế Tây 4-6. Khoảng cách giữa hai đội đang là 2 điểm số. Vâng, 1 pha phát bóng ăn điểm trực tiếp. Tình huống không hiểu ý nhau giữa Trung Tây và Văn Cương. 5-6 cho Hồng Thế Tây. Tình huống đập bóng không thành công của chàng trai mang áo số 85 là Cương Châu. Điểm số trở lại về thế bằng 6-0. Vâng, 1 tốt của Văn Cương. Đội cho Hồng Thế Tây. Vâng, bóng vẫn còn. Vâng, tình huống cầu thủ không thành công của các chàng trai bên phía đội Hồng Thế Tây. Điểm cho Phú Thanh Đông 7-6. Này đấy. Còn tình huống đập bóng uy lực của chàng trai bên phía đội Hồng Thế Tây đã không qua được các tay chắn bên phía đội Phú Thanh Đông. Điểm cho Phú Thanh Đông 8-6. Đúng một tốt rồi. Thanh Hải không thành công. Tình huống xử lý bóng không thành công của Thanh Hải.
điểm số 9-6 cho Phú Ninh Đông. Còn trọng tài điều khiển chính của trận đấu giao hữu này đó là ông Hoàng Nguyễn Dũng, một người có rất nhiều kinh nghiệm trong bộ môn bóng chuyền hơi. Và bóng chắn thành công. Vâng, tình huống là bóng không thành công của Vũ Duy. Và bóng chắn thành công của cầu thủ mang số 9 bên phía đội Hồng Thế Tây. Đây là điểm số cho Hồng Thế Tây, 7-9. Vâng, khoảng cách giữa đội chỉ là 2 điểm số rồi. Bán nhá. Bóng vẫn còn. Cơ hội phản công cho Hồng Thế Tây. Thanh Hải, một pha xử lý an toàn của Thanh Hải rất hay, người đọc tốt, người phòng thủ rất tốt. Vâng, pha bóng chắn thành công rồi. Tình huống bóng chắn thành công của các chàng trai bên phía đội Phú Thanh Đông, 17 cho Phú Thanh Đông. Vâng, tình huống đập bóng vừa rồi trọng tài xác định bóng chưa có lưới. Điểm số tiếp theo cho các chàng trai bên phía Phú Thanh Đông, 11-7 cho Phú Thanh Đông. Xin phép anh em nhá. Xin phép. Ui trời ơi. Mời bình luận cho Rôm. Vũ Duy không thành công. Vâng, tình huống đập bóng không thành công của Vũ Duy. Điểm số cho thằng trai bên phía đội Hồng Thế Tây, 9-11. Vẫn là Vũ Duy. Một pha bỏ nhỏ rất khéo léo đến từ vị trí của Vũ Duy. Vâng. Sau tình huống đội bóng không thành công thì Vũ Duy đã sửa sai vào tình huống bỏ bóng, mang điểm số cho Phú Ninh Đông, 12-9. Vâng, tình huống xử lý bóng không thành công rồi cầu thủ số 1 Đức Toàn. Vâng, Đức Toàn bên Phú, bên Hồng Thế Tây đã xử lý bóng không thành công. Điểm số cho Phú Ninh Đông, 13-9. Vũ Duy vẫn là pha bỏ. Tình huống đội bóng tốt của cầu thủ số 1. Vâng, và phối hợp tấn công quá tuyệt vời của các chàng trai bên phía Hồng Thế Tây. Tình huống kết thúc tốt của Đức Toàn, mang điểm số cho Hồng Thế Tây, 10-13 rồi. Vẫn là cơ hội cho Hồng Thế Tây, bóng vẫn còn. Thanh Hải, cơ hội cho Phú Ninh Đông, không thành công rồi. Và xử lý bóng không thành công của Trung Tây, điểm cho Hồng Thế Tây, 11-13. Ngồi đây không nhìn thấy điểm số gì cả. Thế thôi, bạn nhìn được ngồi đây, thế thôi. Ngồi đây này, tớ ngồi đây, tớ nhìn cái bảng điểm số ấy. Cơ hội cho Hồng Thế Tây, bóng vẫn còn. Vâng, tình huống đá bóng uy lực của Trung Khương Châu. Vâng, tình huống đá bóng tốt của Khương Châu đã bật tay chắn ngang chàng trai bên phía Hồng Thế Tây ngoài. Điểm cho Phú Ninh Đông, 14-12. Không được rồi, một pha xử lý bóng không thành công của chàng trai bên phía Hồng Thế Tây. Điểm cho Phú Ninh Đông, 15-12. Thanh Hải, không phải Đức Quang. Thanh Hải quá tuyệt vời, một pha đá bóng có lực rất tốt của Thanh Hải. Vâng, một điểm số được ghi bởi Thanh Hải cho chàng trai bên phía Hồng Thế Tây. Lần đợt điểm như nhỉ, 13-15. Trung Tây, một pha đáp trả đến từ vị trí của Trung Tây. Vâng, sau tình huống đập bóng uy lực của Thanh Hải là tình huống đáp trả đến từ vị trí của Trung Tây. Vâng, Trung Tây đã giành điểm số cho các chàng trai phía Hồng, bên phía Phú Ninh Đông, 16-13. Thanh Hải, ở đây Vũ Duy vẫn là cơ hội phản công cho Hồng Thế Tây. Vâng, bóng chắn thành công rồi. À vâng, vâng, trọng tài đã bắt lỗi chạm lưới của các chàng trai bên phía Hồng Thế Tây. Điểm cho các chàng trai bên phía Phú Thanh Đông, 17-13 cho Phú Thanh Đông. Vâng, khoảng cách giữa hai đội đang là 4 điểm số rồi. Thanh Hải chưa thành công. Vâng, tình huống là bóng qua lực tốt, bóng là bật tay chắn các chàng trai bên phía đội Phú Thanh Đông ra ngoài. Điểm cho Hồng Thế Tây, 14-17. Bóng vẫn còn, tình huống cứu bóng rất cố gắng của Khương Châu.
Thanh Hải quá hay. Vâng, tình huống đá bóng cắm sân của Thanh Hải. 15-17 cho các chàng trai bên phía Hồng Lê Tây. Ở khoảng cách giữa đội chỉ là 2 điểm số rồi. Vũ Duy chưa được. Một pha xử lý bóng an toàn của Thanh Hải. Vẫn là cơ hội cho Hồng Quỳnh Đồng. Bám chắn thành công rồi. Tình huống bám chắn thành công của Thanh Hải. Vâng, Thanh Hải đang chơi rất nổi bật bên đội hình bên phía Hồng Lê Tây. Một điểm số cho Hồng Lê Tây. 16-17 rồi, khoảng cách chỉ là 1 điểm số rồi. Cơ hội cho Hồng Lê Tây. Và phòng tốt của Vũ Duy. Quả bóng uy lực. Vâng, vừa rồi hàng chắn bên phía Quỳnh Đồng đã hoạt động tốt. Chúng tôi không thành công. Và bám chắn thành công của các chàng trai bên phía Hồng Lê Tây. Điểm số đã trở về đến bảng 17 đều. Trận đấu đang diễn ra rất cân bằng. Rất đáng tiếc. Một pha phát bóng hơi ẩu của chàng trai bên phía Hồng Lê Tây. Điểm số cho chàng trai bên phía đội Quỳnh Đồng. 18-17. Ở Phú Anh Đông lại vượt lên rồi. Đức Toàn bằng tình huống bóng chắn thành công. Và bóng chắn thành công giữa của cặp đôi Vũ Duy và Văn Cường. Tình huống là bóng uy lực của Đức Toàn. Rất tiếc không thành công. 19-17 cho Phú Anh Đông. Bóng hiền rồi, cơ hội phản công cho Hồng Thế Tây. Bóng vẫn còn. Rồi, Thanh Hải quá hay. Người lập tốt và người phòng thủ rất tốt. Ra đáng tiếc. Một pha phòng thủ rất tốt của Vũ Duy. Nhưng tình huống bóng bật ra, các thằng trai bên phía đội Phú Anh Đồng đã phòng thủ không thành công. 18-19 cho Phú Anh Đồng rồi. Vũ Duy tốt quá, tuyệt vời. Một tình huống lập bóng tuyệt vời đến từ vị trí của Vũ Duy. Bóng trong sân. Vâng, điểm số cho các thằng trai bên phía Phú Anh Đồng 20-18. Vâng, một điểm số đã được ghi cho anh trai bên phía Phú Anh Đồng 21-18 rồi. Vâng, khoảng cách giữa hai đội đang là 3 điểm số. Cơ hội cho Hồng Lê Tây quá hay. Một pha xử lý bóng rất tốt đến được vị trí của Đức Toàn, cầu thủ mang số 1 bên phía Hồng Lê Tây. 19-21 cho Hồng Lê Tây. Một tốt của Văn Cường. Vũ Duy quá tuyệt vời. Tình huống đáp trả quá tuyệt vời đến từ vị trí của Vũ Duy. 22-19. Có ai gọi đấy? Không rồi. À, tôi nghe bạn ơi. Bạn ơi, sân phường nhá. Vừa rồi ở ngoài gió mưa chuyển ra vào sân phường nhá. Tình huống bám chắn thành công của Vũ Duy. Ờ, sân phường Yên Thanh ấy. 23-19 cho Phú Anh Đông rồi. Ông trọng tài điều khiển chính của trận đấu này đó là ông Hoàng Dũng, một trọng tài có rất nhiều kinh nghiệm với bộ môn bóng chuyền hơi. Điểm số 20-23 cho các thằng trai bên phía Hồng Lê Tây rồi. Vũ Duy bóng vẫn còn, vẫn là cơ hội, chưa được. Trung Tây cơ hội cho Hồng Lê Tây quá tuyệt vời. Vâng, một tình huống đập bóng không thể ngăn cản, tình huống không thể cản phá của Đức Toàn. Đã mang điểm số 21-23 cho Hồng Lê Tây. Vũ Duy không thành công rồi. Một pha xử lý bóng không thành công của chuyền hai Văn Hưng bên phía đội Phú Anh Đồng. Điểm cho Hồng Lê Tây 22-23. Còn khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm số rồi. Vũ Duy quá tuyệt vời. Tình huống đập bóng tốt của Vũ Duy. Bóng đã bật tay chắn cho chàng trai bên phía đội Hồng Lê Tây ra ngoài. Vậy là set point cho chàng trai bên phía Hồng Lê Tây rồi, hoặc cho Phú Anh Đông rồi. 24-22 cho Phú Anh Đông. Bóng vạt chắn rồi. Tình huống lập bóng vừa rồi của các chàng trai bên phía Hồng Lê Tây đã lọt tay chắn cho chàng trai bên phía Phú Anh Đông. 23-24 cho ông Thông. Được rồi, pha phạt bóng ra ngoài rất đáng tiếc. Vậy là kết thúc set đấu đầu tiên này thì các chàng trai bên phía đội Phú Thanh Đông đã vượt qua các chàng trai bên phía đội Hồng Lê Tây tỷ số là 25-23. Vâng, hai đội sẽ tiến hành đổi sân và nghỉ ít phút để chuẩn bị đánh trận đấu thứ hai. Bưng cột, nó bưng cột. Mình không đậm vào được mà. Vâng, xin kính mời tất cả quý vị anh chị và các bạn yêu mến bộ môn bóng chuyền hơi. Chúng ta hãy trở lại sân thi đấu của phường Yên Thanh, thành phố Bí Tỉnh Minh để theo dõi diễn biến của trận đấu thứ hai giữa đội
Vũ Thanh Đông và đội Hồng Ngự Tây. Vâng, vậy là set đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu rồi. Điểm số đầu tiên trong set đấu thứ hai này đã thuộc về các trai bên phía đội Hồng Ngự Tây, 1-0 cho Hồng Ngự Tây. Ở trong set đấu thứ hai thì các trai bên phía đội Vũ Thanh Đông đã sự thay đổi người và sự xuất hiện của anh Huyền chuyền hai, Văn Đức và Chu Tuấn. Vâng. Bên cạnh đó đội hình vẫn giữ nguyên, hai cầu thủ vẫn giữ nguyên, đó là Vũ Duy và Trung Tây. Tình huống đọc bóng thành công của Văn Đức. Không, vậy là trọng tài đã xác định điểm cho các trai bên phía đội Phú Thanh Đông, 1-2 cho Phú Thanh Đông. Vũ Duy, lỗi chạm lưới của các trai bên phía đội Hồng Ngự Tây rồi, điểm số trở về đến bằng 2-2. Còn đội hình ra quân trong trận thứ hai của các trai bên phía đội Hồng Tây vẫn giữ nguyên đội hình. Vâng, tình huống đá bóng tốt của chàng trai bên phía đội Hồng Tây. 3-2 cho Hồng Tây. Trung Tây, tình huống đá bóng uy lực của Trung Tây đã chạm vào tay chắn bên phía đội Hồng Tây ra ngoài. 3-0 cho Phú Đình Đông. Vâng, đội hình ra quân trong set đấu hai của các trai bên phía đội Hồng Ngự Tây, tôi vẫn chỉ biết đó là cầu thủ số 8 Thanh Hải và cầu thủ số 1 tên là Đức Toàn thôi. Hai cầu thủ rất ấn tượng trong set đấu đầu tiên. Một pha phạt bóng ăn điểm trực tiếp của Đức Toàn, 5-3 cho Hồng Ngự Tây. Một pha phóng phát bóng rất khó chịu. Đức Toàn. Vâng. Tình huống phòng thủ không thành công của các trai bên phía đội Phú Anh Đồng, điểm cho Hồng Ngự Tây, 6-3. Vâng, Thanh Hải người phát bóng. Đúng một tốt của Vũ Duy. Văn Đức chưa được, bóng vẫn còn. Đội phản công cho Hồng Ngự Tây. Đức Toàn, vâng, và bời người quá tốt của Đức Toàn. Vâng, và bời người quá tốt Đức Toàn qua tình huống ghi điểm cho Hồng Thái Tây, 7-3 cho Hồng Thái Tây. Với một tốt của Chu Tuấn, hội tổ chức phản công cho Hồng Thái Tây. Tình huống đập bóng của Đức Toàn rất tiếc ngoài sân rồi, điểm cho con trai bên phía đội Phú Anh Đông, 4-7. Một tốt không thành công Hồng Thái Tây. Tình huống đập bóng không thành công của con trai bên phía đội Hồng Thái Tây, điểm cho Phú Anh Đông, 5-7. Đức Toàn quá tuyệt vời, một pha đập bóng phá chắn quá tuyệt vời của Đức Toàn. Vâng, một điểm số nữa được ghi bởi Đức Toàn cho các trai bên phía Hồng Ngự Tây, 8-5. Trung Tây, vâng, tình huống đập bóng uy lực của Trung Tây. Vâng, vậy là trọng tài xác định điểm số cho các chàng trai bên phía đội Phú Thanh Đông, 6-8 cho Phú Thanh Đông. Vâng, trọng tài điều khiển chính của trận đấu này đó là trọng tài là ông Hoàng Việt Dũng, một trọng tài rất hiểu về luật của bộ môn bóng chuyền hơi. Việt Anh ơi, cháu lùi lại tí để chúng xem về số. Vâng, vậy là trọng tài xác định điểm số tiếp theo cho thằng trai bên phía đội Phú Thanh Đồng, 7-8. Vâng, khoảng cách giữa đội chỉ là một điểm số rồi. Được một tốt rồi. Vâng, tình huống đá bóng uy lực của Thanh Hải rất đáng tiếc, trọng tài xác định là bóng chưa chạm chắn. Điểm số đã trở về đến bằng 8-0. Ai đây? Đức Toàn. Vâng. Rất đáng tiếc, tình huống đá bóng vừa rồi của Đức Toàn cũng không thành công. 9-8 cho Phú Anh Đồng, và Phú Anh Đồng đã vượt lên rồi. Thanh Hải quá tuyệt vời. Vâng, tình huống đá bóng tốt của Thanh Hải, và đá bóng của có lực rất tốt của Thanh Hải đã giành điểm số cho Hồng Ngự Tây, 9-0. Vũ Duy một cú đá trả chẳng. Vâng, tình huống bóng chắn thành công. Không. Vâng, như vậy là trọng tài đã xác định là đã loạt chắn rồi, điểm cho thằng trai Phú Anh Đồng, 19. Tình huống phòng thủ rất cố gắng của chàng trai bên phía Phú Anh Đồng Tây. Rất đáng tiếc, tình huống chỉnh bóng ngay của Vũ Duy đã không thành công. Điểm số trở về thêm bảng 10-0.
Không được rồi, rất đáng tiếc một pha phát bóng hỏng của các thằng trai bên phía đội Hồng Ý Tây. Điểm cho Phú Yên Đồng 11-10. Đây đây, một tình huống kết thúc tốt, một pha kết thúc tốt của cầu thủ bên phía đội Hồng Ý Tây. 11 đều cho Hồng Ý Tây. Vũ Duy, tình huống đầu bóng uy lực của Vũ Duy đã loạt tay chắn các thằng trai bên phía đội Hồng Ý Tây. Điểm cho Phú Yên Đồng 12-11. Đúng một tốt của Thanh Hải, một pha xử lý ngay của chuyền hai vẫn là cơ hội cho Hồng Ý Tây. Rất đáng tiếc tình huống đánh bóng nhú vừa rồi của các chàng trai bên phía đội Hồng Ý Tây đã không thành công. Điểm số 13-11 cho Phú Thanh Đồng. Đội tổ chức phản công cho Phú Thanh Đồng. Còn tình huống đập bóng loạt tay chắn các chàng trai bên phía đội Hồng Ý Tây. Điểm cho xét hai. Và như vậy là trọng tài đã xác định điểm số cho các chàng trai bên phía đội Hồng Ý Tây, 12-13 cho Hồng Ý Tây. Đúng cây và bấm chắn tốt, tình huống bấm chắn thành công của các thằng trai bên phía đội Hồng Ý Tây. Điểm 13 đều cho Hồng Ý Tây. Hồng Tây Tây lại sang bằng khoảng cách một số và bấm chắn thành công nữa. Vâng, tình huống bấm chắn thành công của chàng trai mang số 12 bên phía đội Hồng Ý Tây. 14-13 cho Hồng Ý Tây rồi. Trung Tây, vâng, tình huống đầu bóng uy lực của Trung Tây đã bật vào tay chắn bên phía Hồng Ý Tây ra ngoài. Điểm cho Phú Yên Đồng 14-13. Hai đội đang thi đấu rất ngang tài sức, quá tuyệt vời. Một pha phối hợp tấn công rất có nét của các chàng trai bên phía đội Hồng Ý Tây. Rất đáng tiếc là trọng tài xác định bóng ngoài sân mất rồi. Điểm số cho các chàng trai bên phía đội Phú Yên Đồng 15-14. Chu Tuấn phát bóng, đội một tốt rồi, bóng vẫn còn, không được rồi, tình huống cứu bóng cuối cùng đã không thành công. Điểm số cho Hồng Thế Tây 15 đều, điểm số lại trở về thế cân bằng. Hai đội đang giằng co tới điểm số 1. Vâng, một pha bỏ bóng rất hay đến từ vị trí của Văn Đức. 16-15 cho Phú Yên Đồng. Đội cho Hồng Ý Tây. Bóng ngoài sân. Vâng, tình huống đập bóng uy lực của Thanh Hải. Bóng đã bật vào tay chắn các thằng trai bên phía đội Phú Yên Đông ra ngoài. Điểm cho Hồng Ý Tây 16 đều. Đúng một tốt của Vũ Duy. Vũ Duy, chúng tôi đắp trả chăng? Không thành công. Vâng, hàng chắn bên phía đội Hồng Ý Tây trong vừa qua hoạt động rất hiệu quả. Một tình huống bóng chắn thành công nữa là mang điểm số cho Hồng Ý Tây 17-16. Trung Tây. Bóng vẫn còn. Vẫn là cơ hội cho Hồng Ý Tây, chưa được. Văn Đức bóng chắn thành, vâng, cho tài xác định bóng chắn loạt rồi, tình huống bóng loạt chắn. Điểm cho thằng trai bên phía Phú Yên Đồng 17 đây. Đức Toàn quá tuyệt vời, vâng, một pha bật nhảy là bóng quá tốt của Đức Toàn. Vâng, 18-17 cho Hồng Ý Tây. Đức Toàn đang là cặp chơi thành công cùng với Thành Hải rất tốt của bên phía Hồng Ý Tây. Còn trọng tài đã xác định là bóng đã chạm tay chắn thằng trai bên phía đội Hồng Ý Tây ra ngoài. Điểm số cho thằng trai bên phía Hồng cho Phú Yên Đồng 18 đều. Đức Toàn bóng vẫn còn. Vũ Duy, đội tổ chức phản công cho Hồng Ý Tây. Rất bất ngờ, tình huống phòng thủ tốt của anh trai bên phía Hồng Ý Tây. Quyết định cuối cùng ở trọng tài đã đưa ra điểm cho các anh trai bên phía đội Hồng Thái Tây 19-18. Vâng, sau khi tham khảo trọng tài viên thì trọng tài chính ông Hoàng Dũng đã đưa ra quyết định điểm cho Hồng Ý Tây. Vâng, ngay sau đó là tình huống phát bóng qua lưới của Đức Toàn. Rất đáng tiếc, điểm số cho Phú Yên Đồng 19 đều.
Anh Hải, đúng rồi, xử lý bóng an toàn của Thanh Hải. Hội tổ chức phản công cho Hồng Huy Tây. Đức Toàn quá tuyệt vời. Vâng, một tình huống đánh bóng ra tay rất nhanh của Đức Toàn. Đức Toàn đang chơi rất ấn tượng. Những pha đập bóng của Đức Toàn thường có lực đập rất mạnh, rất tốt. 20-19 cho Hồng Huy Tây rồi. Bóng vẫn còn. Vũ Duy chưa thành công. Đó là cơ hội cho Quang Đồng, rất đáng tiếc tình huống phòng thủ không thành công rồi. Điểm số cho các thằng trai bên phía đội Hồng Hải Tây 21-19. Vâng, Hồng Hải Tây đã tạo ra cách hai điểm trước thằng trai bên phía Phú Yên Đông rồi. Trung Tây, vâng, và là bóng uy lực của Trung Tây, bóng đã bật vào tay chắn các chàng trai bên phía đội Hồng Hải Tây ra ngoài. Điểm cho Phú Yên Đông 20-21. Vâng, tình huống vừa rồi Đức Toàn đã xử lý bóng rất khéo, đã khiến cho Văn Đức sập bẫy. Vâng, tình huống xử lý bóng rất tinh quái của Đức Toàn đã mang được số cho Hồng Tây Tây 22-20. Vũ Duy, vâng, tình huống đáp trả rất tốt đến từ vị trí của Vũ Duy. 21-22 cho Phú Yên Đông. Còn khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm số mà thôi. Đức Toàn bóng chắn thành công rồi. Rất bất ngờ. Rất bất ngờ đó là anh Huyền đã bóng chắn thành công. Điểm số đã trở về thân bằng 2-2 đều. Vâng, anh Huyền có chiều cao rất khiêm tốn nhưng đã bóng chắn thành công thì bóng vừa rồi. Vâng, tình huống đập bóng tốt của Đức Toàn. Bóng đã bật tay trắng các thằng trai bên phía đội Phú Yên Đông ra ngoài. Điểm số cho Hồng Thế Tây 23-22. Hồng Thế Tây lại vươn lên. Đúng đây, hai xe anh ơi. Tình huống phòng thủ không thành công của các thằng trai bên đội Hồng Thế Tây. Điểm cho Phú Yên Đông 23 đều. Vâng, điểm số lại trao về thêm vào các bạn ơi. Hai đội đang thi đấu rất ngang tài ngang sức. Kẻ tắm nạn người lửa cân rồi. Vẫn là cơ hội cho Hồng Hải Tây, quá tuyệt vời. Tình huống đá bóng quá tốt của Đức Toàn. Vâng, trong phút vừa qua thì tôi rất ấn tượng với cầu thủ trẻ Đức Toàn bên phía đội Hồng Hải Tây. 24-23 cho Hồng Hải Tây rồi. Vũ Duy bám chắn thành công rồi. Vâng, vậy là kết thúc trận đấu thứ hai này thì các thằng trai bên phía đội Hồng Hải Tây đã vượt qua các thằng trai bên phía đội Phú Thanh Đông với tỷ số là 25-23. Vậy là sau hai set này hai đội đang hòa nhau với tỷ số là 1 đều. Kéo trận đấu vào trận đấu thứ ba. Vâng, xin kính chào tất cả các vị khán giả. Xin mời tất cả các vị khán giả chúng ta trở lại sân thi đấu của phường Yên Thành, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để theo dõi diễn biến của trận đấu thứ ba, trận đấu quyết định của trận giao hữu giữa đội Hồng Hải Tây và Phú Yên Đông. Vậy là trận đấu thứ ba đã chính thức bắt đầu. Và điểm số đầu tiên trong trận đấu thứ ba đã thuộc về Phú Yên Đông, 1-0 rồi. Và hình thức thi đấu trong trận đấu thứ ba này là đánh 15 điểm. Câu hỏi trong trận đấu thứ ba này, các thằng trai bên phía đội Phú Thanh Đông là bên phía gần mình các bạn, các thằng trai bên phía đội quá tuyệt vời, một tình huống đá bóng quá tuyệt vời của Thanh Hải. Vâng, một pha đá bóng uy lực của Thanh Hải đã khiến cho hàng thủ bên phía đội Phú Thanh Đông phòng thủ không thành công. Một đều cho Hồng Hải Tây. Đây Đức Quan, tình huống bóng chắn thành công của Văn Hưng. Vâng, vậy là trong trận đấu thứ ba, trận đấu quyết định này thì các cầu thủ bên phía đội Phú Thanh Đông lại có sự thay đổi người, đó là sự xuất hiện của Văn Hưng, Văn Cương và Khương Châu đã vào sân thay cho anh Huyền và hàng thủ lại Vũ Duy. Vâng, tình huống đập bóng tốt của Vũ Duy. 3-1 cho các thằng trai bên phía đội Phú Thanh Đông. Vâng, theo tôi đánh giá thì Vũ Duy là một cầu thủ chơi toàn diện nhất, chơi xuất sắc nhất trên phía Phú Thanh Đông. Là đứng dần, một tình huống quá tập bóng quá tuyệt vời của Đức Toàn. Vâng, hàng công bên Phú Thanh, hàng công bên phía đội Hồng Hải Tây đang là hai cầu thủ rất trẻ, đó là Thanh Hải và Đức Toàn đều sở hữu những lực đập rất tốt.
Bóng vẫn còn. Một tình huống phòng thủ rất cố gắng của các trai bên phía Hồng Mỹ Tây. Đúng đây. Vâng, tình huống đội bóng tốt của chúng tôi đã loạt tay chắn rồi. Điểm cho các trai bên phía Phú Hình Đồng 4-2. Đức Toàn. Một pha là bóng uy lực nữa của Đức Toàn. Rất đáng tiếc trọng tài xác định bóng ngoài sân mất rồi. Điểm cho các thằng trai bên phía đội Phú Hình Đồng 5-2. Đội một tốt. Pha xử lý bóng lỗi của Văn Hưng rồi. Điểm cho các thằng trai bên phía đội Hồng Nghĩa Tây 3-5. Vũ Duy. Bóng vẫn còn. Hội tổ chức phản công cho Hồng Nghĩa Tây. Thanh Hải. Và bóng của Thanh Hải. Vũ Duy. Không được rồi. Tình huống bóng chắn thành công của các trai bên phía đội Hồng Nghĩa Tây. 4-5 cho Hồng Nghĩa Tây. Trong trận đấu thứ ba này hai đội sẽ đánh 15 điểm khỏi, 8 điểm hai đội sẽ đổi sân. Đội nào chạm 8 sẽ đổi sân. Công. Tình huống đập bóng ra ngoài của chúng tôi rất đáng tiếc. 5 đều cho các thằng trai bên phía đội Hồng Tây. Đội cho Hồng Tây. Vâng, một pha xử lý bóng đã khiến cho hàng thủ bên phía đội Phú Hình Đồng, hàng thủ không thành công, ngỡ ngàng. Vâng, 6-5 cho Hồng Tây. Một pha là bóng tốt của Cương Châu. Điểm cho Phú Hình Đồng 6-0. Đường một tốt. Đức Toàn. Một pha xử lý nhẹ nhàng của Đức Toàn. Bóng vẫn còn. Trời ơi. Tình huống bóng giật mình. Vâng, tình huống bóng ra ngoài anten giới hạn rồi. Điểm cho anh trai bên phía đội Phú Hình Đồng 7-6. Hôm nay Phú Hình Đồng đang thiếu chủ công xuất sắc của mình, đó là Linh Nô và Trần Đức Đạt. Một pha xử lý bóng tốt của các thằng trai bên phía đội Hồng Y Tây. Điểm cho Hồng Y Tây 7-0. Đúng một tốt của Vũ Duy. Chúng tôi. Một pha là bóng tốt của chúng tôi 8-7 cho các thằng trai bên phía đội Phú Hình Đồng. Vâng, hai đội sẽ tiến hành đổi sân. Vâng, trận đấu lại tiếp tục. Đúng một tốt của Thanh Hải. Chưa được. Rồi. Đức Toàn. Quá tuyệt vời. Tình huống đập bóng quay được của Đức Toàn. Vâng. Một pha đập bóng tốt của Đức Toàn đã giành điểm số cho thằng trai bên phía đội Hồng Nghĩa Tây 8-0. Đúng một tốt của Văn Cường. Vũ Duy. Vâng. Một pha xử lý quá khéo léo của Vũ Duy để mang điểm số cho Phú Hình Đồng 9-8. Vâng, thiếu Linh Đồ, thiếu Trần Đạt thì Vũ Duy đang gánh trọng trách là ghi điểm chủ lực cho các thằng trai bên phía đội Phú Hình Đồng. Rất đáng tiếc, tình huống đập bóng mờ của Thanh Hải đã không thành công. Điểm cho các thằng trai bên phía đội Phú Hình Đồng 10-8. Tình huống đập bóng tốt của Cương Châu. Tình huống đập bóng của Cương Châu đã chạm tay chắn các của hàng chắn bên phía đội Hồng Nghĩa Tây ra ngoài. Điểm cho Phú Hình Đồng 11-8. Đội một tốt rồi. Đức Toàn. Bóng vẫn còn. Vũ Duy. Cơ hội tổ chức phản công cho Hồng Nghĩa Tây. Và một tốt của Vũ Duy. Đó là Thanh Hải. Không thành công rồi, rất đáng tiếc. Điểm cho các thằng trai bên phía đội Phú Hình Đồng 12-8.
Đúng một tốt anh ấy, Đức Toàn. Bóng vẫn còn. Vũ Duy. Pha thấy quá tốt của Vũ Duy. Vâng. Tình huống xử lý bóng quá tốt của Vũ Duy đã khiến cho hàng thủ bên phía đội Hồng Thái Tây phòng thủ không thành công. Điểm số 13-8 cho anh trai bên phía đội Phú Anh Đông rồi. Vâng, chỉ còn 2 điểm số thôi thì các thằng trai bên phía Phú Anh Đông sẽ giành chiến thắng trong trận đấu thứ 3 này cũng như giành chiến thắng chung cuộc. Tình huống phòng thủ tốt. Bóng vẫn còn. Vẫn là cơ hội cho Hồng Thái Tây. Vâng, bóng chắn thành công rồi. Bóng chắn thành công giữa Trung Tây và Vũ Duy đã mang điểm số cho Phú Anh Đông 14-8. Và là set point cho thằng trai bên phía đội Phú Anh Đông. Một điểm số nữa rồi. Anh Hải. Bóng vẫn còn. Rồi kết thúc trận đấu chẳng. Đức Toàn. Rất cố gắng. Vâng, một pha cầu thủ rất cố gắng của các thằng trai bên phía đội Hồng Y Tây. Khương Châu. Bóng ngoài sân. Tình huống đội bóng của Khương Châu đã ra ngoài. Điểm cho các thằng trai bên phía đội Hồng Y Tây. 9-14. Rất khó cho thằng trai bên phía đội Hồng Y Tây cơ hội kết thúc trận đấu cho Phú Anh Đông chẳng. Rất đáng tiếc. Tình huống đội bóng không thành công của Trung Tây rồi. 10-14 cho các thằng trai bên phía đội Hồng Y Tây. Còn cách giữa hai đội là 4 điểm số. Vẫn là cơ hội kết thúc trận đấu cho Phú Anh Đông. Quá tuyệt vời. Vâng. Tình huống kết thúc của Vũ Duy. Vậy là kết thúc trận đấu thứ 3 này, các thằng trai bên phía đội Phú Anh Đông đã giành chiến thắng trước thằng trai bên phía đội Hồng Y Tây với tỷ số là 15-10. Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 2-1 sau 3 set.